chủ quán đây nhá. Hả? Sao ông chú ơi? Ông cháu chủ quán đây là nhân viên đấy. Kia. Hai chủ quán à? Mày nghiện à? Hả? Hai chủ quán à? Không. Thế đang là chủ quán. Ê, em đây. Hai chủ quán đúng không? Đây đây đâu. Vào đây ông cháu vào đây. Ra đây. Chú giới thiệu mày nhá, là thằng này thằng cháu chú, được chưa? Vừa ở bên Canada mới về đấy. Cắt cho nó quả đầu tạt Hải Phòng đẹp đẹp một tí thì tí nó đưa người yêu nó đi chơi nhá. Người yêu đang bên ngoài chờ đấy, cắt nhanh nhanh nhá. Lấy rẻ thôi, lấy nó hai lốp thôi nhá. Ok chưa? Vào việc luôn nha ông cháu, yên tâm nhá. Ok ông chú ơi. Đang quả tạt Hải Phòng nhá. Ok. Đằng sau Trấn Viện gáy nhọn này. Trên này phết. Ok chưa? Mày chơi bời ít thôi, tao báo ngoan bắt mày luôn đấy. Sợ các em nghiện ngập mày lại xin tay khách ra. Ok, vào việc luôn nhá. Chú ra đây tí. Ok ông chú ơi. Ông cháu ở đây cắt tóc của thằng này nhá. Vâng ông chú ơi. Chú ra ngoài kia uống trà đá xong rồi cắt xong rồi nhắn tin chú vào chú đón đi luôn nhá. Ok ông chú ơi. Ok ông cháu ơi. Dậy đi ông em ơi. Wow, má quả đầu má tả phòng ok ấy nhỉ ông anh à? Được không em? Được không anh ơi? Của ông em hết 2 lốp rồi. Ờ, à, để bom anh 5 lít nhá. Ờ, thế à? Thật à? Thật luôn ông anh ạ. Tiền đâu nhỉ? Ồ tiền đâu nhỉ? Ôi, để đi nhỉ. Ô ra đây. Bom anh 5 lốp luôn nhá. Ê, xin nhau ông em. Được không? Ok ông anh. Ok. Ok ông anh ơi. Ai? Mày vừa xong mày cắt cho thằng cháu tao kiểu gì mà nhìn trông triệt đấy. Hả? Gì trong cách kiểu tao. Mày biết nó làm gì mà mày cắt cho nó quả tao Hải Phòng. Thằng này nó làm nhà nước bên bộ chính trị bên Dubai ở bên đâu nhỉ ông cháu nhỉ? Bên Canada. Canada. Sao mẹ cắt nó đầu này? Mày ra đây. Đây, phù hợp với mày ra bên mặt bố em. Mày cắt cho ông chú giống hệt đầu thằng này cho ông chú nhá. Giống hệt luôn. Chú giả mày chịu. Đầu chú một mẫu để cắt được. Không cắt được à? Một mẫu đầu kia. Có đùa không? Ông cháu cắt đầu này đẹp. Ngoan lên là ông chú đặc kết này. Bỏ ấy Trấn Viên đằng sau để trên này lại bồng bềnh này nữa. Chú thích đầu này. Cắt được chú được không? Ông chú một mẫu thôi. Không cắt được à? Thôi. Cắt được chú cho mày. Rồi anh nhỏ cắt cho. Cái này chịu được không? Mày cắt được không? Cháu cắt được. Nhưng mà không mày được có lên kênh. Ông này cắt quả đời đẹp đấy nhở. Chú thích thằng này cắt cơ. Thằng này cắt nó mới giống như đầu thằng này này. Cứ phải giống như này mới chịu cơ. Ôi đi về đi ông cháu ơi. Nhờ ông kêu chú không? Ôi về đi nhá. Tóc dài cắt chú ơi. Hả? Tóc dài cắt. Ông nào tóc dài chúng ta cắt nhá. Tóc dài tầm bao nhiêu phân nhở? Tầm 20 phân nữa. Ok ông cháu ơi. Đây đi.